di động thông minh, bán lẻ iPhone, iPad uy tín toàn quốc. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đi Review. Và như tiêu đề các bạn đã đọc rồi thì trong video ngày hôm nay, mình muốn làm một video khá là đặc biệt để chia sẻ với các bạn những trải nghiệm đánh giá của mình giữa hai em iPhone 11 Pro Max và iPhone 12 Pro Max và những lý do vì sao mà mình sẽ không bán em iPhone này đi để nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max đâu. Nếu như các bạn đang phân vân xem rằng có nên nâng cấp chiếc điện thoại này lên iPhone 12 Pro Max hay không thì các bạn hãy theo dõi video dưới đây của mình rồi hãy đưa ra kết luận nhé. Bắt đầu thôi nào. Take a trip to my... Cụ thể thì iPhone 12 Pro Max 128GB chính hãng VNChina đang bán tại di động thông minh chỉ từ 29.990.000 đồng. Còn iPhone 11 Pro Max phiên bản 64GB thì giá là 25.990.000 đồng. Đối với iPhone 11 Pro Max thì các bạn sẽ còn có thêm một sự lựa chọn nữa cho phiên bản Light New 99% tại di động thông minh đang chỉ từ 21.990.000 đồng thôi nhé. Tuy nhiên, các bạn cũng lưu ý giúp Chi một điều rằng năm nay Apple đã loại bỏ củ sạc và tai nghe trong hộp của phiên bản iPhone 12 Pro Max. Thế nên nếu các bạn lựa chọn mua chiếc máy này mà chưa có củ sạc nhanh ý, thì các bạn sẽ phải mua củ sạc 20W chính hãng của Apple nha. Ok, lý do đầu tiên khiến mình khá thất vọng về iPhone 12 Pro Max đó chính là máy sử dụng viên pin thấp hơn iPhone 11 Pro Max. Đối với cá nhân mình thì công việc của mình hầu như là sử dụng điện thoại rất là nhiều. Mình dùng để quay phim, chụp ảnh và check thông báo. Mình thấy mặc dù năm nay iPhone 12 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất của Apple, thế nhưng mà sử dụng viên pin lại thấp hơn iPhone 11 Pro Max khá là đáng kể đấy. Cụ thể thì viên pin của iPhone 12 Pro Max chỉ là 3.687 mAh, trong khi đó thì iPhone 11 Pro Max có viên pin lên đến 3.969 mAh nhé. Mặc dù Apple có quảng cáo con chip Apple A14 tiến trình 5 nanomet sẽ tiết kiệm pin, nhưng thực tế trải nghiệm thì pin của iPhone 11 Pro Max vẫn đứng top đầu nha. Và mình cũng đọc review ý kiến từ người dùng rất là nhiều. Mọi người cũng chia sẻ rằng iPhone 11 Pro Max sẽ cho thời lượng sử dụng pin lâu hơn với phiên bản iPhone 12 Pro Max. Đây là một điểm khiến mình rất thất vọng. Là sản phẩm ra sau thì đương nhiên rồi, hiệu năng đến từ con chip Apple A14 trên chiếc iPhone 12 Pro Max sẽ mạnh hơn so với con chip Apple A13 trên chiếc iPhone 11 Pro Max, đúng không nào? Nhiều chuyên gia còn đánh giá rằng hiệu năng đến từ con chip Apple A14 mạnh tương đương với một chiếc máy tính để bàn cơ. Thế nhưng mà các bạn phải trải nghiệm thực tế cơ. Cá nhân mình thì đã trải nghiệm rồi. Mình đã so sánh giữa iPhone 12 Pro Max so với iPhone Pro Max thì hiệu năng nó không chênh lệch nhau là mấy đâu. Nếu các bạn để gần mà chơi game hay là đa nhiệm ý, mình rất là khó phân biệt bằng mắt thường đấy. Thậm chí có nhiều bài đánh giá còn cho rằng hiệu suất của con chip Apple A13 ổn định hơn so với con chip Apple A14. Vì vậy, không có lý do gì khiến mình phải chi thêm một số tiền khá là lớn để nâng cấp lên chiếc iPhone 12 Pro Max này cả. So sánh iPhone 12 Pro Max với iPhone 11 Pro Max ở khía cạnh màn hình thì gần như mình thấy không có sự khác biệt ở tấm nền này, độ sáng, độ tương phản và khả năng hiển thị ngoài trời. Cả hai đều sử dụng tấm nền là Super Retina XDR OLED hỗ trợ HDR10 và có độ sáng lên đến 1200 nits, rất khó để phân biệt. Điểm đáng tiền trên chiếc iPhone 12 Pro Max này đó chính là máy được phủ thêm một lớp kính ceramic cao cấp. Mình thấy Apple công bố chiếc máy này sẽ bền hơn gấp 4 lần so với iPhone 11 Pro Max. Thế nhưng mà thực tế thì đâu ai dám lấy chiếc iPhone 12 Pro Max ra để drop test đâu, đúng không nào? Mặc dù vậy đi chăng nữa thì dùng trên điện thoại chắc chắn mình thấy ai cũng sẽ phải dán thêm cường lực để tránh tình trạng như là xước sát và những điều không may xảy ra. Nên mình nghĩ màn hình có bền hơn gấp 4 lần đi chăng nữa thì cũng không phải là yếu tố quan trọng để mình nâng cấp lên chiếc iPhone 12 Pro Max. Mình cũng phải công nhận rằng camera là một điểm cải tiến lớn trên chiếc iPhone 12 Pro Max. Mặc dù số lượng của camera và độ phân giải của hai chiếc iPhone này là giống y hệt nhau, thế nhưng mà iPhone 12 Pro Max năm nay thì được Apple tăng khẩu độ ống kính lên đến f1.6 để giúp cho các bạn chụp chủ thể rõ nét hơn trong môi trường điều kiện ánh sáng tối. Ngoài ra thì máy còn được tích hợp thêm cảm biến LiDAR để tăng khả năng chụp ảnh xóa phông nữa. Và dưới đây là bảng so sánh chi tiết về thông số camera của hai máy. Nhìn chung thì với những cải tiến trên camera của iPhone 12 Pro Max phải công nhận tốt đấy, nhưng thực sự mình thấy chưa cần thiết đối với mình. iPhone 11 Pro Max hiện tại vẫn cho mình khả năng chụp ảnh quay video rất tốt trong mọi điều kiện ánh sáng. Sau đây là một đoạn video ngắn mà mình đã dùng chiếc iPhone 11 Pro Max này của mình để quay quang cảnh đảo Hòn Sơn để các bạn có thể tham khảo khả năng quay video của nó vẫn xịn sò như thế nào nhé.
Về thiết kế thì chiếc iPhone 12 Pro Max được thiết kế khá là vuông vức, mới mẻ, các cạnh được làm sáng bóng đấy, tính thẩm mỹ cao đấy. Tuy nhiên cá nhân mình thì lại không thích điều này đâu các bạn ạ. Mình thích sự bo cong mềm mại của chiếc iPhone 10 Pro Max này hơn, cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn và thoải mái hơn rất là nhiều so với chiếc iPhone 12 Pro Max. Một điều nữa đó chính là chiếc iPhone 12 Pro Max cũng có kích thước khá lớn, lên đến 6,7 inch. Nó quá to so với khổ tay của mình nên sẽ bất tiện trong việc mình cầm nắm sử dụng lâu và mình đem ra ngoài. Trên đây chỉ là những chia sẻ cá nhân của mình sau một thời gian trải nghiệm chiếc iPhone 12 Pro Max và iPhone 10 Pro Max thôi. Nhìn chung thì nếu bạn nào có điều kiện dư giả thì vẫn nên nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max đúng không nào? Bởi vì nó đang là những chiếc flagship đắt nhất của Apple và đang rất là hot hit. Tuy nhiên thì chiếc iPhone 10 Pro Max mình đánh giá thì vẫn tốt, vẫn cho các bạn hiệu năng ấn tượng và camera chụp ảnh ok mà. Không biết nếu là các bạn có ngân sách khoảng tầm từ 25 đến 30 triệu thì các bạn sẽ chọn em iPhone nào nhỉ? Đừng quên để lại comment phía bên dưới chia sẻ với chúng mình nhé. Cả hai sản phẩm iPhone 12 Pro Max và iPhone 11 thì đều được bán tại Diệu Thông Minh với mức giá rất là hấp dẫn. Bạn nào cần tư vấn chi tiết hơn thì có thể liên hệ trực tiếp qua hotline là 0855 100001 sẽ có người tư vấn cho các bạn nhé. Nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Đi Review để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.